Jeffrey Lionel Dahmer sinh ngày 21 tháng 5 năm 1960 tại bang Wisconsin, Mỹ, là một trong hai người con của cặp vợ chồng Joyce Annette Dahmer và Lionel Herbert Dahmer. Hắn ta có một người em trai tên là David Dahmer. Trong khi cha Dahmer là một người luôn vùi đầu vào công việc, thì mẹ của hắn ta được cho là mắc chứng trầm cảm, luôn muốn có sự quan tâm và thương hại, hay lớn tiếng với chồng. Dahmer là một đứa trẻ vui vẻ và năng động, cho đến khi một cuộc phẫu thuật thoát vị bẹn năm 4 tuổi đã khiến hắn ta trở nên lầm lì, ít nói một cách rõ rệt. Dahmer bắt đầu ám ảnh với những trận cãi vã nảy lửa giữa cha mẹ hắn khi còn bé. Ở trường, Dahmer rất ít nói và nhút nhát, có ít bạn bè để chơi cùng. Một giáo viên nhận thấy rằng hắn ta thường có cảm giác bị bỏ rơi vì thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ. Ngay từ bé, Dahmer đã có một niềm yêu thích với xác chết động vật. Hắn ta thường bắt các loài côn trùng lớn như chuồn chuồn và bướm để bỏ vào lọ. Dần dần, hắn ta bắt đầu nhặt các động vật bị xe cán chết bên vệ đường, chặt chân tay những con vật này trong một khu rừng gần nhà. Theo một người bạn của Dahmer, hắn ta thường cất giữ các bộ phận này trong những chiếc lọ và để trong kho chứa đồ nghề của gia đình. Dahmer nói rằng hắn muốn biết chúng được lắp ráp với nhau như thế nào. Có lần, Dahmer cưa xác một con chó đã bị cán chết, rồi sau đó đóng đinh thân nó lên cây. Còn đầu thì cắm trên một cái gậy trong khu rừng sau nhà. Sở thích quái đản này của hắn có thể đã bắt đầu từ năm lên 4 tuổi. Tháng 10 năm 1966, gia đình Dahmer chuyển từ bang Wisconsin đến bang Ohio. Cuối năm đó, bà Joyce sinh cậu con trai thứ hai, David Dahmer. Tên của người em trai cũng do chính Jeffrey Dahmer đặt. Khi lên trung học, Dahmer như một kẻ bị ruồng bỏ. Năm 14 tuổi, hắn ta bắt đầu uống bia và các loại rượu nặng ở trường. Vào giai đoạn dậy thì, Dahmer phát hiện ra rằng hắn là người đồng tính, sau khi hôn một cậu bạn ở nhà đối diện. Dahmer không bao giờ kể với cha mẹ mình về điều này. Dahmer từng có bạn trai trong những năm đầu của tuổi dậy thì. Mối tình này không kéo dài lâu và hai người cũng chưa từng quan hệ tình dục. Theo những lời khai sau này của Dahmer, hắn ta luôn mộng tưởng về việc chiếm hữu bạn tình. Nhưng ảo vọng này dần đan cài với sự mổ xẻ khi chuẩn bị bước vào tuổi 16. Dahmer mơ tưởng đến việc đánh ngất một người hay chạy bộ qua con đường gần nhà, sau đó là lạm dụng tình dục với cơ thể của anh ta. Để thực hiện điều này, hắn ta đã có lần núp trong một bụi cây, thủ sẵn một chiếc gậy bóng chày. Tuy nhiên, người đàn ông kia không chạy bộ vào ngày hôm ấy. Dahmer nói rằng đó là lần đầu tiên hắn ta có ý định tấn công người. Mặc dù là một kẻ lập dị và cô đơn ở trường, y thường hay pha trò trước lớp cũng như dựng những trò chơi khăm như giả vờ co giật, dị ứng hoặc đột quỵ tại trường hay các cửa hàng trong thị trấn. Năm 1977, cha của Dahmer là ông Lionel phát hiện vợ mình đang ngoại tình. Cả hai quyết định ly hôn. Đầu năm 1978, ông Lionel rời khỏi nhà, chuyển đến sống tại một nhà nghỉ dưới phố. Một năm sau, bà Joyce được quyền nuôi người em trai là David. Cả hai chuyển đến sống với họ hàng, để lại Jeffrey Dahmer một mình. Cùng năm đó, Dahmer cũng tốt nghiệp trung học ở tuổi 18. Những tổn thương tâm lý từ bé nay lại bị tràn ly bởi sự bỏ rơi của người mẹ cũng như sự vô tâm của người cha đã khiến Jeffrey Dahmer bắt đầu trở thành một con quái vật theo đúng nghĩa đen. Chỉ trong vòng 5 năm, gã sát nhân man dợ này đã giết và phân xác 17 nạn nhân. Dahmer sống một mình khi mẹ cùng em trai hắn chuyển đến sống cùng họ hàng. Cha của Dahmer không hề biết việc này. Ông ta sống trong một nhà nghỉ dưới phố cùng bạn gái mới. Chỉ 3 tuần sau lễ tốt nghiệp, Dahmer gây ra vụ án mạng đầu tiên. Ngày 18 tháng 6 năm 1978, Dahmer gặp Stephen Mark Hicks, 19 tuổi, đang trên đường xin đi quá giang đến một buổi hòa nhạc. Tuy nhiên, thay vì tới buổi hòa nhạc, cậu lại theo Dahmer về nhà hắn ta, uống rượu và nghe nhạc. Sau vài tiếng đồng hồ, Hicks muốn rời đi, nhưng Dahmer muốn cậu ta ở lại. Giữa Dahmer và Hicks đã xảy ra một cuộc xô xát. Khi Hicks đang tiến đến cánh cửa để ra về, Dahmer đã nện một quả tạ 4,5 kg hai lần vào phía sau đầu chàng trai trẻ, khiến cậu bất tỉnh. Sau đó, Dahmer siết cổ Hicks đến chết bằng thanh cầm của quả tạ. Dahmer lột trần cơ thể Hicks và thủ dâm khi đứng cạnh cái xác. Hôm sau, hắn ta kéo cái xác xuống tầng hầm trước khi tiến hành mổ xẻ thi thể. Dahmer sau đó đã chôn một phần thi thể của Hicks. Phần thi thể này lại được hắn ta đào lên trong vài tuần. Hắn ta róc thịt khỏi phần xương và tiêu hủy bằng axit, sau đó đổ phần dung dịch này xuống bồn cầu.
Dahmer gói ruột và nội tạng Hicks vào trong những chiếc túi bóng đen để đem đi phi tang. Còn xương của nạn nhân thì được gói vào một cái túi, dùng búa đập nát và rải xung quanh khu rừng sau nhà. Phần xương còn nguyên vẹn, bao gồm răng hàm và đốt sống, sau này đã hỗ trợ cảnh sát trong việc nhận dạng nạn nhân. Hơn một tháng sau vụ án mạng của Hicks, cha của Dahmer cùng bạn gái trở về nhà và phát hiện con trai ông đang sống một mình. Cùng năm 1978, Dahmer nhập học tại Đại học bang Ohio. Kỳ học đầu tiên của hắn ta có kết quả bết bát, nguyên nhân chính là do sự lạm dụng bia rượu. Sang tới học kỳ 2, hắn ta đã bỏ học. Sau khi bỏ học, tháng 1 năm 1979, Dahmer tham gia phục vụ cho lục quân Hoa Kỳ. Hai người lính làm chứng rằng họ đã bị Dahmer hãm hiếp khi còn ở trong quân đội. Một quân nhân nói rằng hắn ta đã liên tiếp lạm dụng anh trong suốt 17 tháng. Một người khác cho rằng Dahmer đã trúc mê rồi hãm hiếp anh ta trong một chiếc thiết giáp vào năm 1979. Lại do lạm dụng rượu bia, Dahmer giải ngũ vào tháng 3 năm 1981. Trở về nhà ở Ohio, Dahmer sống cùng với cha và mẹ kế. Để dứt con mình khỏi rượu bia, ông Lionel và vợ kế Sherry đã gửi Dahmer đến nhà bà nội ở Wisconsin. Ở với bà, Dahmer biểu lộ sự thay đổi tích cực. Hắn thường cùng bà đến nhà thờ, giúp việc nhà, chủ động tìm việc làm và tuân thủ những nội quy mà bà đặt ra. Tuy vậy, việc này không kéo dài lâu. Dahmer bắt đầu thường xuyên đến nhà tắm công cộng để tìm kiếm bạn tình. Tuy nhiên, hắn ta cảm thấy khó chịu khi bạn tình liên tục vận động và đổi tư thế khi quan hệ. Vì vậy, hắn ta bắt đầu cho bạn tình uống đồ uống đã pha thuốc ngủ và hiếp dâm cơ thể bất tỉnh của họ. Tháng 8 năm 1986, Dahmer bị bắt giữ vì đã thủ dâm trước hai cậu bé 12 tuổi. Hắn ta nhận cáo buộc và bị kết tội vô dâm. Tuy nhiên sau đó, hắn ta đã thay đổi lời khai, nói rằng mình chỉ đang đi tiểu, không để ý rằng có người ở đó. Dahmer sau đó chỉ bị buộc tội gây mất trật tự xã hội, bị tuyên án 1 năm tù treo. Sau nạn nhân đầu tiên là Stephen Mark Hicks, nạn nhân thứ hai là Stephen Walter Toomey, 25 tuổi, ngày 20 tháng 11 năm 1987, khi vẫn đang ở cùng bà tại Wisconsin. Dahmer gặp một chàng trai tên là Stephen Toomey và gạ gẫm anh cùng đến khách sạn. Hắn ta đưa Toomey đồ uống có pha thuốc ngủ và hãm hiếp anh. Mặc dù Dahmer không có ý định giết người, tuy nhiên, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Toomey đã chết. Ngực của nạn nhân bị lõm, bầm tím và có rỉ máu ra từ miệng. Phần nắm tay và cẳng tay của Dahmer cũng bị bầm tím. Hắn ta biết mình đã giết Toomey nhưng không hề có chút ký ức nào về việc đó. Sau này khi ra hầu tòa, thẩm phán đã không cáo buộc Dahmer về vụ án giết người này. Để thủ tiêu xác của Toomey, Dahmer đã mua một chiếc vali thật lớn và nhét xác của nạn nhân vào đó. Đem vali chứa xác về nhà, hắn ta để nó dưới tầng hầm trong một tuần. Sau đó, Dahmer cưa đầu, tay và chân của Toomey ra khỏi phần thân, lọc những tảng thịt ra khỏi xương và thái thành những miếng nhỏ. Phần thịt này sau đó đã được hắn ta để trong túi bóng. Dahmer bọc xương của nạn nhân trong một cái ga giường và dùng búa nghiền vụn. Toàn bộ quá trình này chỉ kéo dài trong 2 tiếng và toàn bộ thi thể của Toomey, trừ phần đầu, đều được Dahmer vứt bỏ trong thùng rác. Dahmer bọc đầu của Toomey trong một cái chăn. Sau 2 tuần, hắn hầm đầu nạn nhân với chất tẩy công nghiệp để lọc phần thịt và giữ lại hộp sọ. Tuy nhiên, quá trình này vô tình đã khiến cho phần xương sọ trở nên dễ vỡ, nên Dahmer đã nghiền vụn và tiêu hủy hoàn toàn. Sau vụ án của Stephen Toomey, Dahmer chủ động tìm thêm nạn nhân. Hầu hết các nạn nhân đều gặp hoặc quen hắn ta tại các quán bar và đều bị dụ dỗ đến nhà bà nội của hắn. Ở đây, Dahmer chúc thuốc ngủ nạn nhân trước hoặc sau khi quan hệ tình dục với họ. Sau khi nạn nhân bất tỉnh, hắn ta thường giết họ bằng cách bóp cổ. Ngày 16 tháng 1 năm 1998, 2 tháng sau cái chết của Toomey, Dahmer gặp một cậu trai bao tên là James Dockstader, khi đó mới chỉ 14 tuổi. Để tiếp cận đối tượng, hắn ta hứa sẽ trả $50 để chụp hình khỏa thân của Dockstader. Về đến nhà, Dahmer đánh thuốc mê cậu bé sau khi cả hai đã quan hệ tình dục. Hắn ta giết Dockstader theo cách thức như của Toomey và cuối cùng là giữ lại sọ của cậu bé trước khi đem đi nghiền vụn. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1988,
Dahmer bắt gặp nạn nhân thứ tư có tên là Richard Guerrero bên ngoài một quán bar. Như hai lần trước, hắn ta đưa Guerrero về nhà bà nội và hứa sẽ trả $50 để dành một đêm với hắn. Tương tự, Guerrero bị tẩm thuốc mê và bị siết cổ tới chết. Dahmer sau đó đã quan hệ tình dục bằng miệng với cái xác. Hắn ta xẻ xác Guerrero trong vòng 24 giờ và tiêu hủy thi thể như hai nạn nhân trước đó. Một năm sau cái chết của nạn nhân thứ tư, vào ngày 25 tháng 3 năm 1989, Dahmer gặp nạn nhân thứ năm bên ngoài một quán bar, Anthony Sears, 24 tuổi. Sears là một người mẫu trẻ đầy tham vọng. Theo Dahmer, hắn ta không có ý định giết người, nhưng khi gần đến giờ đóng cửa quán bar, Sears đã đến và bắt chuyện với hắn. Trở về nhà bà nội, cả hai đã quan hệ tình dục bằng miệng. Dahmer lại tẩm thuốc và siết cổ Sears tới chết. Sáng hôm sau, Dahmer chặt xác nạn nhân trong bồn tắm và lột da thi thể. Dahmer sau đó róc thịt và đập nhỏ xương, vứt trong thùng rác. Theo lời kể của tên sát nhân, Sears là người cuốn hút lạ lùng và là nạn nhân đầu tiên hắn ta vĩnh viễn giữ lại một phần cơ thể. Đầu và dương vật của Sears được ngâm trong dung môi và được cất giữ cẩn thận. Ngày 14 tháng 5 năm 1990, lúc này Dahmer đã chuyển khỏi nhà bà nội để ra ở riêng. Hắn ta mang theo cả đầu và dương vật của Sears đến ngôi nhà mới. Chưa đầy một tuần sau, Dahmer giết thêm nạn nhân thứ 6, Raymond Smith, 32 tuổi. Smith lại là một gã trai bao mà Dahmer đã trả $50 để làm tình cùng. Tại căn hộ mới, hắn ta đưa Smith đồ uống với 7 viên thuốc an thần, thắt cổ anh ta tới chết sau khi nạn nhân bất tỉnh. Hôm sau, Dahmer mua một chiếc máy ảnh chụp lấy liền, chụp lại cơ thể của Smith trong các tư thế gợi tình. Hắn ta chặt xác nạn nhân trong bồn tắm, sau đó bỏ chân, tay và xương chậu của Smith đun trong một cái ấm thép cùng Silex, một chất giúp phân hủy nhanh chóng các chất hữu cơ, thu lại được phần xương cốt. Ngoài hộp sọ, những phần xương còn lại được Dahmer ngâm trong axit. Hắn ta đã xịt sơn lên hộp sọ của Smith, đặt chung với sọ của Sears trong một cái tủ bằng kim loại. Một tháng sau cái chết của Smith, vào ngày 14 tháng 6 năm 1990, Dahmer dụ người bạn mà hắn ta quen, Edward Smith, 27 tuổi, đến căn hộ. Sau khi giết và xẻ xác Edward, thay vì nhúng xương vào axit và đun cùng thuốc tẩy, hắn ta đặt xương nạn nhân vào tủ lạnh. Vài tháng sau đó, Dahmer đặt chúng vào lò nướng, khiến hộp sọ Edward bị nổ tung. Sau này, hắn ta kể với cảnh sát rằng đã cảm thấy thật khốn nạn vì không thể giữ lại được phần cơ thể nào của Edward. Dahmer nói, đó là cách để tôi có thể nhớ về vẻ đẹp của họ, vẻ đẹp thể chất của họ. Nếu không thể giữ lại được toàn bộ cơ thể, ít nhất tôi cũng phải giữ được bộ xương của họ. Chưa đầy 3 tháng sau cái chết của Edward Smith, Dahmer bắt gặp Ernest Miller, 22 tuổi. Lại chiêu trò cũ, Dahmer đưa $50 cho Miller, bảo anh cùng về nhà với hắn. Tại căn hộ, Miller chỉ cho phép Dahmer nghe nhịp tim và bụng của anh ta. Khi Dahmer có ý định quan hệ bằng miệng, Miller ngăn lại và nói rằng anh sẽ phải trả thêm một khoản tiền nữa đấy. Dahmer sau đó mời Miller đồ uống pha với 2 viên thuốc an thần. Lần này, Dahmer chỉ còn có 2 viên thuốc nên hắn đã kết liễu nạn nhân bằng cách cắt đứt động mạch cổ bằng một con dao. Miller mất máu đến chết chỉ trong vài phút. Dahmer chụp lại những tư thế gợi tình nhất cùng thi thể trước khi đem vào nhà tắm để chặt xác nạn nhân. Hắn ta liên tục hôn và nói chuyện với cái đầu của Miller trong khi xử lý phần còn lại của thi thể. Dahmer bỏ lại tim, cơ bắp tay và một phần thịt ở chân vào tủ lạnh để bảo quản và sử dụng. Hắn ta đun phần thịt thừa và nội tạng với các chất hóa học cho đến khi chúng quánh lại như một hỗn hợp thạch rau câu. Bằng cách này, Dahmer có thể lọc sạch và giữ lại xương của Miller. Để bảo quản xương của Miller, hắn ta ngâm chúng cùng chất tẩy rửa trong vòng 24 tiếng và dùng khăn vải để thấm khô. Đầu của Miller cũng được cất trong tủ lạnh trước khi bị lột hết thịt. Dahmer sau đó đã sơn và tráng men hộp sọ. 3 tuần sau cái chết của nạn nhân thứ 8, vào ngày 24 tháng 9 năm 1990,
Dahmer gặp nạn nhân thứ 9, David Courtney Thomas, 22 tuổi, tại một khu thương xá. Hắn ta rủ Thomas đến nhà để uống rượu và hứa sẽ trả $50 để chụp hình gợi dục. Như thường lệ, Dahmer chúc mê nạn nhân. Nhưng lần này, hắn ta lại không có hứng thú với Thomas, nên sau đó đã giết và thủ tiêu hoàn toàn di hài của chàng trai. Suốt 5 tháng sau đó, Dahmer không ra tay với ai, vì trong thời gian từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 2 năm 1991, hắn ta không thể dụ được nạn nhân nào về căn hộ của mình. Theo một cảnh sát, Dahmer bị chứng rối loạn lo âu và mắc chứng trầm cảm trong khoảng thời gian 1990. Dahmer lo lắng về giới tính của chính mình, phàn nàn về lối sống đơn độc và những khó khăn về tài chính. Từng có thời điểm, hắn ta có ý định tự tử. Tháng 2 năm 1991, Dahmer quay trở lại việc giết người. Hắn ta quan sát thấy cậu sinh viên Curtis Strother, 17 tuổi, đứng tại một trạm xe buýt gần trường đại học. Hắn tiếp cận Strother bằng cách trả cậu $50 để chụp ảnh khỏa thân và quan hệ tình dục. Tại căn hộ của mình, Dahmer lại đánh thuốc mê Strother, giết cổ cậu tới chết. Như những lần trước, Dahmer giữ đầu, tay và dương vật của Strother, đặt vào bồn rửa bát sau khi đã chụp lại quá trình chặt xác nạn nhân. Chưa đầy 2 tháng sau khi giết nạn nhân thứ 10, Dahmer gặp Errol Lindsay, 19 tuổi, đang trên đường đi đánh chìa khóa. Không như những nạn nhân trước đó, Lindsay là trai thẳng, không phải là một người đồng tính. Dahmer chúc mê nạn nhân nhưng không giết nạn nhân trực tiếp. Hắn khoan một lỗ ở sọ của Lindsay và đổ axit vào trong. Theo Dahmer, hắn ta thực hiện thí nghiệm này nhằm mục đích tạo ra một trạng thái ngoan ngoãn, không chống cự của bạn tình. Lindsay tỉnh dậy sau thí nghiệm này và nói rằng: "Tôi đau đầu quá, mấy giờ rồi vậy?" Lúc này, Dahmer mới giết chết nạn nhân, chặt xác anh thành nhiều mảnh và giữ lại hộp sọ. Hắn ta lột da Lindsay, ngâm vào nước muối trong vài tuần với mục đích giữ vĩnh viễn bộ da nạn nhân. Dahmer sau đó đã tiêu hủy phần da này khi thấy chúng bắt đầu bị sơ và nhăn. When you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I kill you. What's your name, Pat? Ngày 23 tháng 5 năm 1991, Dahmer dẫn Tony Hughes về căn hộ. Đặc biệt, Hughes là người câm điếc bẩm sinh. Vì bị điếc, Hughes và Dahmer giao tiếp thông qua những mảnh giấy. Dahmer sau đó đã siết cổ anh tới chết. Tuy nhiên, lần này thay vì chặt xác nạn nhân ngay, hắn ta đã để cái xác nằm trên sàn nhà phòng ngủ đến hơn 3 ngày sau. Hộp sọ của Hughes đã được giữ lại. 3 ngày sau cái chết của nạn nhân thứ 12, một vụ án mạng chấn động nữa lại diễn ra. Rạng sáng ngày 27 tháng 5 năm 1991, một thiếu nữ trẻ 17 tuổi có tên là Cola Stars bắt gặp một cậu bé trần truồng đứng ngoài khu chung cư của Dahmer. Người cậu bé đầy những vết cắt và không thể đứng vững. Cô cũng để ý rằng có máu chảy ra từ hậu môn của cậu. Đó chính là Conerac Sintasomphone, 14 tuổi, mà Dahmer bắt gặp trên đại lộ chiều hôm trước đó. Để tiếp cận nạn nhân, Dahmer hứa sẽ trả cậu $50 để đến nhà chụp ảnh. Tuy lưỡng lự, Conerac vẫn đồng ý theo hắn ta về nhà. Tại đây, Dahmer chụp hai tấm ảnh Conerac mặc quần lót cạnh bể cá và trên ghế sofa. Hắn ta tẩm thuốc mê và quan hệ tình dục qua đường miệng với cậu. Dahmer khoan một chiếc lỗ vào sọ Conerac, tiêm axit vào não của cậu. Khi thuốc ngủ hết tác dụng, Conerac tỉnh lại. Dahmer tiếp tục chúc thuốc mê và dẫn cậu bé vào phòng ngủ. Theo lời khai với cảnh sát, Dahmer tin rằng Conerac đã thấy cái xác của Hughes, nạn nhân thứ 12 trước đó, song lại không phản ứng gì, có lẽ bởi tác dụng của thuốc mê và lượng axit tiêm vào não. Dahmer sau đó nằm trên giường, uống vài lon bia cạnh Conerac trước khi đi đến một quán bar dưới phố và mua thêm rượu. Sáng hôm sau, Conerac trốn thoát và gặp Cola Stars.
nhưng do tác dụng của axit vào não, cậu bé không thể nói. Stars hiểu cậu cần giúp đỡ và cô đã gọi cảnh sát. Cùng lúc này, Dahmer trở về. Hắn ta lôi cậu bé trở lại phòng nhưng đã bị Stars ngăn lại. Dahmer giải thích rằng cậu bé tên là John Monk, cái tên hắn ta dùng để gọi Conrad, và cậu bé là bạn của hắn. Stars liên tục ngăn Dahmer dẫn Conrad về căn hộ vì để ý thấy cậu bé liên tục chống cự khi bị lôi đi. Ít phút sau, hai viên cảnh sát John Balsazak và Joseph Gabrish tới nơi. Dahmer bình tĩnh giải thích với họ rằng Conrad là bạn trai 19 tuổi của hắn. Thực tế, cậu bé mới chỉ 14 tuổi và đã hơi quá chén sau khi cả hai cãi nhau. Khi Stars xen vào để giải thích rằng Conrad liên tục chống cự, hai viên cảnh sát đốn mặt đã đe dọa cô, kêu cô câm mồm, cút đi. Mặc sự phản đối của Stars, hai viên cảnh sát chỉ quấn một chiếc khăn quanh người Conrad, dẫn cậu bé theo Dahmer trở về căn hộ. Sau khi cảnh sát rời đi, Dahmer tiêm thêm axit vào đầu Conrad. Lần này, cậu bé đã tử vong. Hôm sau, Dahmer nghỉ làm để thủ tiêu xác của Conrad. Hộp sọ của nạn nhân đã được giữ lại. Sau này, khi sự việc được đưa ra ánh sáng, Stars đã bị sang chấn một thời gian dài, tự đổ lỗi cho bản thân vì đã không thể cứu được cậu bé 14 tuổi. Phải mất gần 20 năm sau đó, Stars mới có thể tha thứ cho bản thân. Mặc dù rất nhiều người nói rằng đó không phải là lỗi của cô. Vụ việc cũng gây ra sự phẫn nộ rất lớn đối với hai viên cảnh sát năm nào. Một tháng sau cái chết của nạn nhân thứ 13, ngày 30 tháng 6 năm 1991, Dahmer đi đến Chicago. Hắn ta gặp Matt Turner, 20 tuổi, tại trạm xe buýt. Turner chấp nhận lời đề nghị của Dahmer, đến căn hộ của hắn để chụp ảnh. Tại căn hộ, Dahmer chuốc thuốc, siết cổ và thủ tiêu xác của Turner. Hắn ta đặt đầu và nội tạng của nạn nhân gói trong những chiếc túi khác nhau và bỏ vào tủ lạnh. Điều đặc biệt là Turner sau đó không được người nhà thông báo mất tích. 5 ngày sau cái chết của nạn nhân thứ 14, Dahmer gặp Jeremiah Weinberger tại một quán bar ở Chicago. Weinberger chấp nhận lời đề nghị sống cùng Dahmer vào các ngày cuối tuần. Weinberger sau đó đã bị tẩm thuốc và hai lần bị bơm nước sôi vào đầu. Weinberger rơi vào hôn mê và tử vong 2 ngày sau đó. Dahmer sau này nói rằng cái chết của Weinberger là đặc biệt nhất vì anh ta là nạn nhân duy nhất chết với đôi mắt trợn ngược. 10 ngày sau cái chết của nạn nhân thứ 15, Dahmer gặp Oliver Lacey, 24 tuổi, tại một góc phố. Như cách tiếp cận các nạn nhân trước, cả hai về nhà và có những hành động tình dục ngập ngừng trước khi Dahmer chuốc mê Lacey. Lần này, Dahmer muốn kéo dài thời gian bên Lacey khi nạn nhân còn sống. Sau khi chuốc mê bằng một chất mới và thất bại, hắn ta đã gọi điện đến nhà máy để xin nghỉ. Mặc dù được cho phép, hôm sau, Dahmer đã bị đình chỉ làm. Siết cổ Lacey xong xuôi, Dahmer làm tình với cái xác. Hắn ta cất đầu và tim nạn nhân trong tủ lạnh, còn xương được để trong tủ đông. 4 ngày sau khi giết nạn nhân thứ 16 và bị đình chỉ làm, ngày 19 tháng 7 năm 1991, nhà máy thông báo Dahmer bị đuổi việc. Nhận được tin, hắn ta mời Joseph Bredhoff, 25 tuổi, đến nhà. Hắn siết cổ Bredhoff, đặt nạn nhân nằm trên giường và trùng chăn lên. 2 ngày sau, Dahmer dở chân ra thì thấy đầu Bredhoff phủ đầy roi. Dahmer chật xác nạn nhân, rửa chiếc đầu và cất trong tủ lạnh. Phần thân của Bredhoff bị thủ tiêu trong một chiếc thùng axit chứa cơ thể của hai nạn nhân mà hắn giết từ trước. 3 ngày sau vụ giết người cuối cùng, ngày 22 tháng 7 năm 1991, Dahmer tiếp cận 3 người đàn ông, đề nghị đến nhà hắn chụp ảnh khỏa thân và uống bia để đổi lấy $100. Một trong số họ, Tracy Edwards, 32 tuổi, chấp nhận lời đề nghị này. Bước vào căn hộ của Dahmer, Edwards ngửi thấy mùi hôi thối và vài thùng axit nằm trên sàn nhà. Dahmer bảo rằng chúng được dùng để rửa gạch.
Dahmer sau đó đã còng một tay của Edwards lại. Hắn ta đã bảo Edwards vào phòng ngủ để chụp ảnh. Tại đây, Edwards thấy có những tấm áp phích đàn ông lõa thể trong phòng. Và ở góc phòng là một chiếc thùng phi 215 lít, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Dahmer sau đó đã thủ sẵn một con dao, yêu cầu Edwards chụp ảnh khỏa thân. Hắn ta áp tai vào ngực Edwards, nghe nhịp tim anh và ấn dao vào ngực, nói sẽ ăn tim chàng trai. Edwards cố gắng không để Dahmer tấn công bằng cách lặp đi lặp lại rằng anh là bạn của hắn và anh sẽ không bao giờ rời bỏ hắn. Có thể nói, Edwards rất thông minh khi nhìn ra tâm lý của kẻ sát nhân. Edwards quyết định sẽ nhảy từ cửa sổ hoặc chạy thoát qua cửa chính khi thời cơ đến. Anh đề nghị cả hai cùng ngồi ở phòng khách uống bia vì ở đó có điều hòa. Dahmer đồng ý. Lợi dụng sự sơ hở của gã sát nhân, Edwards đấm liên tục Dahmer khiến hắn ta chao đảo. Edwards sau đó chạy thoát qua cửa chính. Anh chạy xuống phố lúc 11 giờ 30 phút đêm ngày 22 tháng 7 năm 1991. Edwards bắt gặp hai viên cảnh sát Robert Roth và Roth Miller đang đi tuần. Tới nhà khám xét Dahmer, viên cảnh sát Miller thấy một con dao lớn dưới gầm giường. Đồng thời, anh thấy một chiếc ngăn kéo để mở. Bên trong là một sấp ảnh chụp cơ thể người bị chặt thành nhiều mảnh. Hai viên cảnh sát nhanh chóng chế ngự Dahmer, đồng thời gọi thêm một chiếc xe khác tới hiện trường. Nghe theo chỉ dẫn của Edwards, Miller mở cánh tủ lạnh, thì thấy một cái đầu nằm ở kệ dưới cùng. Mắt và miệng mở to như thấy một điều gì đó bất ngờ. Dahmer nằm dưới sàn, ngẩng đầu lên và thều thào. Với những gì tao đã làm, có lẽ tao nên chết luôn bây giờ. Ngay sau đó, phóng viên tập trung trước khu chung cư của Dahmer và tin tức về kẻ sát nhân hàng loạt Jeffrey Dahmer đã nhanh chóng phủ sóng toàn cầu vào sáng hôm sau. Tiến hành khám chi tiết căn hộ, cảnh sát tìm thấy 4 chiếc đầu người trong bếp, 7 cái sọ được tìm thấy trong phòng ngủ và tủ quần áo. Đồng thời, cảnh sát tìm thấy một cái khay hứng máu ở kệ đáy tủ lạnh, 2 quả tim và một phần cơ tay người được bọc trong túi bóng. Trong chiếc tủ đông là cả một cái thân người đang bị róc thịt, cộng thêm những chiếc túi đựng nội tạng và thịt người dính vào đá ở dưới đáy. Cảnh sát còn tìm thấy 2 bộ xương người hoàn chỉnh, một đôi bàn tay, 2 chiếc dương vật bị chặt lìa được bảo quản, một mảng da đầu được ướp. Trong góc phòng ngủ của Dahmer có một chiếc thùng phi 215 lít chứa phần thân của 3 nạn nhân đang phân hủy. Tổng cộng 74 tấm hình về quá trình chặt xác được tìm thấy. Đề cập đến vấn đề khôi phục các vật chứng từ căn hộ của Dahmer, nhân viên giám định pháp y nói rằng đây như thể đang khám phá cả một cái bảo tàng hơn là hiện trường một vụ án mạng. Dahmer thừa nhận đã ăn tim, gan, thịt tay và thịt đùi của vài nạn nhân. Khi nói về tần suất giết người gia tăng trong 2 tháng trước khi bị bắt, hắn ta nói rằng mình đã bị cuốn theo sự cuồng sát. Khi được hỏi tại sao giữ đến 7 chiếc hộp sọ trong nhà, Dahmer trả lời rằng hắn đang trong quá trình dựng lên một chiếc bàn thờ. Khi được hỏi chiếc bàn thờ này dành cho ai, Dahmer trả lời rằng cho tôi, đó là nơi giúp bản thân tôi cảm thấy mình đang ở nhà. Sau này, hắn miêu tả chiếc bàn thờ là một nơi để tiền mà hắn ta tin rằng sẽ cảm nhận được sự quyền lực. Phiên tòa của Dahmer bắt đầu vào ngày 30 tháng 1 năm 1992. Tại phiên điều trần sơ bộ ngày 13 tháng 1 trước đó, hắn ta đã biện hộ rằng có vấn đề về thần kinh. Khi phiên tòa kết thúc, Dahmer đã được chứng minh rằng hắn ta hoàn toàn tỉnh táo về mặt pháp lý và bị kết tội với 15 vụ giết người tại đây. Dahmer thoát án tử hình, chỉ bị tuyên án tù chung thân do hình thức tử hình đã bị bãi bỏ tại tiểu bang Wisconsin. Trong năm đầu tiên trong tù, Dahmer bị biệt giam vì những lo ngại về mặt tinh thần của hắn ta. Một năm sau, hắn ta được chuyển đến nhà giam cùng với những tù nhân khác. Trong suốt quá trình thụ án, hắn ta liên tục được mời phỏng vấn. Thậm chí còn có cả những người hâm mộ viết thư, gửi tiền hay những chàng trai sẵn sàng gửi những tấm hình của chính họ cho Dahmer. Hắn ta chưa từng hồi đáp bất cứ bức thư nào. Theo gia đình của Dahmer, hắn ta từ lâu đã sẵn sàng để chết. Mẹ của hắn, bà Joyce, nhớ lại trong một cuộc điện thoại, khi nói về sức khỏe của con trai, Dahmer trả lời rằng, mẹ à, con chẳng quan tâm cái gì sẽ xảy đến với con đâu, chẳng còn gì quan trọng nữa. Sáng ngày 28 tháng 11 năm 1994, Dahmer cùng 2 phạm nhân khác là Jesse Anderson và Christopher Scarver được giao nhiệm vụ lau dọn khu vực phòng tập thể hình của nhà tù. Khi không có sự giám sát, Scarver đã lấy một thanh cầm tạ dài 51cm
đánh Dahmer và Anderson. Khoảng 20 phút sau, nhân viên nhà tù phát hiện ra Dahmer và Anderson trên sàn nhà với những chấn thương đầu và mặt nghiêm trọng. Tuy còn sống, Dahmer được tuyên bố tử vong một tiếng sau đó, còn Anderson qua đời 2 ngày sau. Sau này Scarver kể lại, Dahmer không hề la hét hay chống cự khi bị đánh. Scarver nói rằng đã giết Dahmer và Anderson vì cả hai đã cười cợt và trêu chọc anh ta. Trước cái chết của con trai, bà Joyce giận dữ phản hồi với truyền thông. Giờ các người vui rồi chứ, con trai tôi đã bị đánh tới chết. Mấy người hài lòng rồi chứ. Hầu hết các gia đình nạn nhân đều hài lòng trước cái chết của Dahmer. Một vài người trong số họ vẫn bày tỏ sự thương cảm. Jeffrey Dahmer đã giết 17 thanh niên từ năm 1978 đến năm 1991. 12 người đã bị giết trong căn hộ thuê riêng của hắn ta. 3 nạn nhân đã bị sát hại và phân xác tại nhà của bà nội Dahmer. Tổng cộng có 9 nạn nhân là người da đen. Dahmer khẳng định rằng chủng tộc của các nạn nhân là ngẫu nhiên và hắn ta không hề có ý định lựa chọn những người da đen. Căn hộ nơi Dahmer giết chết 12 nạn nhân đã bị phá hủy vào năm 1992. Tài sản của Dahmer đã được trao cho gia đình của 11 nạn nhân, những người đã kiện đòi bồi thường thiệt hại. Toàn bộ tài sản của Dahmer đã được mua lại nhằm mục đích phá hủy và chôn cất trong một bãi rác không được tiết lộ. Cha của Dahmer sau đó đã nghỉ hưu và sống với người vợ thứ hai là Sherry, cho đến khi người vợ này qua đời vào năm 2023. Cả hai đều từ chối thay đổi họ tên và tuyên bố rằng vẫn rất thương nhớ Dahmer, bất chấp tội ác của hắn ta. Năm 1994, ông Lionel xuất bản một cuốn sách mang tên A Father's Story và quyên góp một phần số tiền thu được từ cuốn sách cho gia đình các nạn nhân. Hầu hết các gia đình đều thể hiện sự ủng hộ đối với việc làm này. Mẹ của Dahmer là bà Joyce, qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2000. Trước khi chết, bà đã từng muốn tự tử. Còn đối với em trai của Dahmer là David, anh ta đã thay đổi họ để sống ẩn danh. Để hiểu rõ hơn về tên sát nhân bệnh hoạn nhất lịch sử Hoa Kỳ này, các bạn có thể tham khảo hai bộ phim truyền hình về Jeffrey Dahmer đều do Netflix sản xuất vào năm 2022. Thứ nhất là bộ phim tài liệu dài 3 tập, Đối thoại với kẻ sát nhân, Jeffrey Dahmer. Thứ hai là bộ phim chuyển thể, Quái vật, câu chuyện về Jeffrey Dahmer, bao gồm 10 tập, do diễn viên Evan Peters thủ vai Jeffrey Dahmer. Nhấn theo dõi kênh D1699 để xem các kỳ án và các tội ác nổi tiếng khác.